Xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc bên cơ sở lan rừng nhà em là 0396164604 ạ. Và hiện tại là buổi chiều tối của ngày 19 tháng 9 năm 2018 thì bên cơ sở lan rừng nhà em có về rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng. Hôm nay nhà em về cái lô nghinh xuân có loại cây to, cây hàng giống và cây cây hàng chung rất là đẹp luôn ạ. Ngoài ra thì có hàng trầm tím cũng rất là đẹp và nhiều cái mặt hàng kg khác nữa. Thì sau đây em xin được điểm qua và báo giá từng loại mặt hàng lan và giá điểm qua và báo giá từng loại mặt hàng lan tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn ạ. Cái mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đó chính là một cái loại lan nở vào cái dịp Tết và có hoa cực kỳ là to, đó chính là hoàng thảo u lồi ạ. Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh, cô chú anh chị cùng xem hàng vừa về, cực kỳ là tươi và hàng hiện tại đã thắt hết ngọn rồi nhá. Và đây là cái thời điểm mà cô chú anh chị ghép cái dòng hoàng thảo u lồi rất là hợp lý ạ. Hoàng thảo u lồi là cái loại lan mà hoa chơi rất là bền, có thể chơi được đến 1 đến 2 tháng ạ. Và hoa thì phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Em bán giá là 300.000 một kg nhé. Hàng hiện tại thì đã thắt hết ngọn và một số thì cũng đã rụng lá như thế này này. Thế nên là khi mà cô chú anh chị lấy cái hàng hoàng thảo ngũ tinh hay là u lồi này về ạ, thì cái lá cô chú anh chị có thể giữ lại cũng được hoặc là bỏ đi cũng được nhé. Tại vì là nó không còn có cái không cần phải giữ lại thì nó cũng không vấn đề gì ạ. Đó. Và hàng hiện tại những cái mầm gốc mới đang chuẩn bị nhú lên này, hàng rất là đẹp luôn ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là cái chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc em còn một ít như thế này thôi ạ. Hàng có những cái dề nhỏ rất là vừa tầm ghép luôn này. Em bán là 250.000 một kg. Đó. Cô chú anh chị lấy hàng thì có thể lấy kèm cái chuỗi ngọc này. Hoa cũng rất là to đẹp ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là nghinh xuân hay là ngọc điểm hay còn gọi là đai sâu ạ. Là cái loại lan mà sẽ cho hoa vào dịp Tết nhé. Và đây là cái thời điểm mà cô chú anh chị nên ghép cái dòng nghinh xuân ạ. Tại vì đây cái thời điểm mà đang chuẩn bị cho nụ và cho hoa và những cái rễ non mới cũng đang chuẩn bị nhú lên. Nên là đây là cái thời điểm rất là thích hợp để mà ghép cái dòng đai châu. Hàng về hôm nay 100% em thấy là gần như là 100% là hàng lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Đó. Em có cái loại hàng size lớn, nó rơi vào khoảng tầm 8 đến 10 cây ạ. Loại này em bán 480.000 một kg. 8 đến 10 cây hoặc là 6 đến 10 cây. Đó. Thì em bán là 480.000 một kg cái loại này nhá. Hàng là xếp rất là đẹp này. Đó. Đấy, nói chung là hàng rừng thì nó cũng không phải như hàng bóc vườn. Tuy nhiên cái già hàng rừng ấy thì so với hàng bóc vườn thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều và hàng lua hàng về rất là khô ráo và rất là đẹp luôn ạ. Rồi, cái loại này, loại thứ hai, size thứ hai là nó rơi vào khoảng từ 10 đến 12 cây trên 1 kg ạ. 10 đến 12 cây 1 kg nhé. Hàng cũng cô chú anh chị mà ghép cái dòng này, ghép trụ lớn thì rất là cực kỳ là hợp lý luôn, phải nói là như vậy tại vì là cô chú anh chị vừa được nhiều cây mà lại vừa được chơi hoa luôn đấy ạ. Đó. Thì cái dòng này em bán là 450.000 1 kg ạ. 450.000 1 kg nhé. Cái loại từ 10 đến 12 cây. Đã. Đây là thời điểm mà rễ non mới của nó đang chuẩn bị bung rất là mạnh đấy ạ. Có một số cây đang ra rễ non mới rồi này. Rồi tiếp theo, đây là cái loại hàng hàng giống ạ. Hàng giống này cũng là những cái cây xếp như thế này này. Xếp rất là xinh luôn ạ. Đó. Thì cô chú anh chị nào mà muốn chăm những cái cây cây châu từ khi còn tấm bé như thế này thì có thể đặt hàng. Cái lô hàng cũng không nhiều lắm đâu ạ. Có một số cây dễ non nhú ra dài như bằng này rồi đấy ạ. Em bán cái loại này là 380.000 kg nhé. Và cô chú anh chị nào mà lấy nhiều từ 2 kg em vẫn để giá là 360.000 ạ. 360.000 nếu như cô chú anh chị lấy nhiều. Đó. Rồi tiếp theo đây em có một ít cái hoàng thảo nghệ tâm này thôi này. Hoàng thảo nghệ tâm. Hàng rất là mập và đẹp như thế này ạ. Em bán giá là 250.000 một kg. Tiếp theo đây cũng là một cái loại lan sẽ nở vào dịp Tết này. Đó là hoàng thảo lụa vàng ạ.
cô chú anh chị cùng xem hàng đã thắt hết ngọn như thế này rồi. Và đây cũng là thời điểm cô chú anh chị có thể sưu tầm, ghép sưu tầm cái dòng hoàng thảo lụa vàng này đấy ạ. Giá là 300.000 một kg nhé. Hàng cực kỳ là khỏe cây và cây thân rất là mập như thế này ạ. Đó, rất là đẹp. Hoa hoàng thảo lụa vàng thì hoa chơi cũng rất là bền nhé. Rồi tiếp theo đây là ngọc thạch 3 màu ạ. Ngọc thạch 3 màu hiện cũng đã thắt ngọn để chờ hoa xuân này ạ. Một số lá ở dưới gốc cũng đã rụng rồi nhá. Đấy, nên là đây cũng là thời điểm cô chú anh chị có thể ghép để chơi hoa rồi đấy ạ. Hoàng thảo ngọc thạch, đây là dòng hoàng thảo ngọc thạch Bắc. Nên là khi mà ra hoa thì hoa nó sẽ to và có 3 màu sắc rất là đẹp ạ. Em bán 180.000 kg. Đây là hoàng thảo ý ngọc này. Ý ngọc cái hoa sai và bông hoa trắng tinh, trắng tinh khôi rất là đẹp luôn ạ. Hàng hiện tại cũng đã thắt ngọn nhé. Em bán giá là 220.000 một kg này. Đó. Và đây cũng là cái dòng lan rất là dễ thuần và dễ trồng ạ. Ở đây em còn có một ít cái sơn thủy tiên ạ. Đó, sơn thủy tiên. Có những cái rễ nho nhỏ xinh xinh như thế này đấy ạ. Đó, đây ạ. Em bán hàng hôm nay thì em sẽ bán giá là có 200.000 một kg thôi nhá cho cái chỗ hàng này. Đó, cô chú anh chị nhanh tay để đặt hàng ạ. Cây rất là khỏe đẹp này. Rồi dáng hương đuôi cáo ạ. Dáng hương đuôi cáo cô chú anh chị xem ạ. Hàng cực kỳ là tươi roi rói như thế này đấy ạ. Đó, cái hàng hôm nay nhá thì đây, em bán cả xếp cả lướt lẫn lộn nhau. Xếp lưng, xếp vê gì đấy em bán lẫn lộn hết. Và hàng hôm nay em sẽ bán giá cực kỳ là ưu đãi, là có 140.000 một kg thôi ạ. Đó, hàng rất là đẹp luôn này. Đây là những cây cáo đã trưởng thành nhá, dáng hương đuôi cáo đã trưởng thành. Và em nghĩ là vài hôm tới đây ấy, thì cái dòng dáng hương đuôi cáo thì em nghĩ là chắc là sẽ khan hiếm hiếm dần đi ạ. Tại vì bây giờ dân người ta đi kiếm ngày một khó hơn rất là nhiều rồi. Đó. Cái lô này thì em ít hàng, em không xỉ được nên là em bán giá rẻ luôn ạ. 140.000 một kg thôi ạ. Cô chú anh chị 1 kg có 140.000, cô chú anh chị được những cái giò dáng hương đuôi cáo cực kỳ là xinh rồi nhá. Rồi đây là hoàng thảo tam bảo sắc này. Hàng xanh mướt rất là đẹp luôn ạ. Và hoàng thảo tam bảo sắc hiện tại cũng đã thắt hết ngọn rồi nhá, cô chú anh chị nhá. Đó, và nó có cái sắc tím này, trắng pha với cả vàng, rất là xinh luôn. Đấy ạ, cô chú anh chị xem một cái bông hoa chưa kịp nở của hoàng thảo tam bảo sắc, nhìn cái sắc tím của nó rất là yêu đúng không ạ. Cái này hôm nay em bán 240.000 một kg thôi nhá. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Rồi tiếp theo là mỹ dung dạ hương ạ. Mỹ dung dạ hương hàng về rất là ít thôi ạ. Hoa của mỹ dung dạ hương thì có hương rất là thơm này. Ngoài ra thì bông hoa màu trắng rất là to luôn ạ. Em bán giá là 150.000 một kg thôi nhá. Mỹ dung dạ hương có rất là ít thôi ạ. Rồi đây là hoàng thảo quế dáng hương, cái dòng quế tím đấy ạ. Quế tím. Đó. Dạ, những cái cây lá xếp rất là xinh này. Quế tím ra hoa vào tháng 4 và có mùi hương dịu, cái sắc tím rất là đẹp này. Em bán giá là 150.000 một kg nhé. Đó, cô chú anh chị xem ạ. Đây, có ít hàng này thôi, hàng rất là đẹp luôn ạ. Cây cực kỳ là khỏe cây như thế này. Rồi tiếp theo là cái dáng hương đuôi sóc này. Chỗ này thì cây nhỏ và cây thì cũng hơi xấu rồi ạ. Thì chỗ này em bán nốt là 100.000 một kg cho cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái dòng dáng hương đuôi sóc. Dáng hương đuôi sóc thì có hoa giống kiểu dưới dáng hương đuôi cáo, nhưng mà cái màu sắc tím rất là xinh. Hoàng thảo môi tua ạ. Vẫn là 130.000 một kg nhé. 130.000 một kg, chỗ này cũng còn ít thôi ạ. Rồi kiều vuông, thân lùn ạ, cánh trắng ạ. Đây ạ, cô chú anh chị cùng xem có cái thân to hơn cả cái, to gấp mấy lần ngón tay của em như thế này cơ ạ. Đó. Thì hoa cái của hoàng thảo kiều vuông thân lùn này thì cho khi cho hoa màu chùm, màu trắng rất là đẹp. Em bán là 250.000 một kg nhé. 250.000 kg hoàng thảo kiều vuông ạ. Hàng rất là nhiều thân lá luôn này. Bạch nhạn lá xếp rất là xinh đấy ạ. Đây, bạch nhạn lá xếp rất là xinh này. 150.000 một kg ạ. Đã có những cây bạch nhạn rất là to luôn ạ.
150.000 1 kg cho cái dòng bạch nhạn nhé. Rồi kim điệp xuân. Kim điệp xuân của nhà em hôm nay có về một ít như thế này thôi, có một ít hàng này thôi. Thì hàng hôm nay em bán giá ưu đãi là 120.000 1 kg nhé. Và kim điệp xuân thì hàng hiện tại cũng đã thắt hết ngọn rồi ạ. Giả hành rất là khỏe đẹp ạ. Đó. Có một số cây thì đã rụng hết lá để chờ hoa nhé. 120.000 1 kg. Rồi bên này là hoàng thảo kim thoa này. Hoàng thảo kim thoa cũng có hoa vàng rất là đẹp. Em bán giá là 150.000 1 kg nhé. Hoàng thảo kim thoa. Cô chú anh chị nào muốn biết cái mặt hoa của hoàng thảo kim thoa thì có thể lên Google ạ. Và hàng hiện tại cái thân cô chú anh chị xem ạ. Thân rất là khỏe và vàng óng như thế này này. Rồi tiếp theo đây là cái hoàng thảo trầm tím. Hoàng thảo trầm tím thì được các cô chú anh chị và giới chơi lan rất là ưa thích. Tại vì cái mùi hương cực kỳ là thơm và quyến rũ của nó. Hoa chơi cũng rất là bền ạ. Cái lô hàng về đã rụng lá và thắt hết ngọn như thế này này. Đó, cái thân mập ú ụ và có những cái rễ rất là đẹp luôn ạ. Giá hôm nay em bán cực kỳ là ưu đãi, cực kỳ là rẻ này. Hoàng thảo trầm tím thì mọi khi em vẫn bán là, có những lô em vẫn bán là 1,5 triệu. Nhưng mà hôm nay nhà em sẽ chỉ bán là 1.100.000 1 kg nhé. 1.100.000 1 kg cho hoàng thảo trầm tím ạ. Hàng dề rất là đẹp như thế này đấy ạ. Hàng đã thắt hết ngọn như thế này rồi. Đó, có những cái cây thì hàng dề, nhưng mà cũng có những cái cây thì dề nhỏ hơn ạ. Đó, và hàng rừng thì nó cũng không tránh khỏi là những cái chỗ một số là có cái dập gãy nhé. Dập gãy cô chú anh chị nhé. Tại vì là hàng rừng mà, nó không như hàng bóc vườn ạ. Đó, cô chú anh chị xem có những cái thân rất là dài luôn đấy ạ. Dài đến trên 30 cm, hàng cực kỳ là đẹp luôn ạ. Thì hàng này thì em cũng sẽ bán xô nhé. Bán xô ạ, cả dài cả ngắn lẫn lộn. Có cô chú anh chị thì thực ra thì những cái rễ nhỏ như thế này thì em thấy cũng rất là đẹp ạ. Về cô chú anh chị có điều kiện chăm thì nó sẽ cũng sẽ lớn thôi ạ. Và rồi đấy ạ, hai mốc hồng này, hai mốc hồng nhà em hôm nay có một ít này nhá. Hàng hiện tại thì có một số cây đang nụ ạ. Đấy ạ, như cây một số cây hiện tại là đang mèo nụ nhá. Hai mốc hồng đấy ạ, cây này đang mèo nụ này, hai mốc hồng em bán 200.000 1 kg và 1 kg cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều cây. Và những cây lan thì thường là khi mà đang mùa hoa ấy, thường là những cái mùa mà mùa hoa hoặc là chuẩn bị hoa thì đang đúng là cái mùa ghép của nó nhá. Cô chú anh chị cùng xem cái mặt hoa của hai mốc hồng cực kỳ là xinh luôn này. 200.000 1 kg thôi nhá. Đó. Rồi tiếp theo. Ở đây em có một cái lô đai châu Thái hàng thanh lý ạ. Và hàng hiện tại đang nhú mầm nụ rồi nhá. Cái cây này cực kỳ là khủng này. Cực kỳ là khủng luôn và cái bản lá gọi là lá mít luôn đấy ạ. Mít rụt, xếp rụt luôn nhưng mà có một cái lá này nó bị tước ở đây này. Đó. Cây này thì có em thấy là có đến 3 vòi hoa. 3 vòi hoa cơ. Đấy. Đa số là các cái cây ngọc điểm này thì đều có từ 2 cái vòi hoa trở lên. Ngọc điểm Thái ạ. Hàng cực kỳ là đang chuẩn bị chờ hoa Tết đấy ạ. Đó, tuy nhiên thì có các cái cây thì có một số lá bị dập. Đó, cây này thì cũng có đến 3 cái vòi hoa. 3 vòi hoa đấy ạ. 2 cái vòi hoa bên này. Và một cái vòi hoa ở bên này nữa này. 3 vòi hoa. Đó, các cây đai châu Thái như thế này. Lô hàng này thì em sẽ bán thanh lý với giá là 450.000 1 kg nhé. Chỗ này thì em nghĩ là có khoảng... có khoảng hơn 2 kg một chút đấy. Em nghĩ là thế nhá. Em ưu tiên cô chú anh chị nào mà lấy cả lô này. Cây này cũng dập lá này. Nhưng mà những cái lá này thì em theo em nghĩ là nó vẫn giữ được lá thôi nhá. Hàng đều đang nụ như thế này đấy ạ. Có những cây xếp rụt cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Rồi tiếp theo. Chỗ rất là nhiều cái cây cẩm báo này. Các cây cẩm báo con này để cho cô chú anh chị về chăm. Đây ạ, hàng rất là tươi và không bị dập lá gì cả nhá. Cái bó này có 1 kg. Có 1 kg. Thì dân họ mang về em cũng bảo họ là những cây bé tẹo như thế này, nhỏ như thế này thì đừng có lấy về nữa. Nhưng mà dân họ lấy về rồi thì em đành phải mua ạ. Hơn 1 kg rất là nhiều cây luôn. Cái chỗ này em bán là 150.000 cho cả chỗ đống này. Đó, cô chú anh chị về ghép vào cây hay là ghép vào trụ tùy cũng đều rất là đẹp ạ. Rồi, tiếp theo đây em có một cái dề
bạch ngọc ạ. Bạch ngọc hàng hiện tại đang nụ này. Đang có vài cái nụ đang nhú lên nha. Cái nụ này không biết là còn giữ được hay không này. Đấy, cái dề bạch ngọc này, bạch ngọc thì em vẫn bán giá là 300.000 một kg nhé. Hôm qua khách đặt hàng rất là nhiều nhưng mà cái lượng hàng còn ít quá, không đủ lượng khách đặt. Còn một cái dề này thôi, em vẫn bán là 300.000 một kg. Cô chú anh chị nào lấy thì em sẽ cân ạ. Rồi đây là các em mặt hàng lan của nhà em hôm nay nhé. Mong các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho em. Và cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi clip của em ạ. Đó, cái hôm nay thì em cũng về các cái mặt hàng như vậy. Và tối nay thì em sẽ về thêm các cái hàng như là hạc vĩ này, trúc Phật Bà này. Đó. Thì cô chú anh chị có nhu cầu mua các loại lan đó thì có thể đặt hàng luôn. Trúc Phật Bà em bán 520.000 một kg và hạc vĩ là em bán là 280.000 một kg, hàng rất là đẹp. Em đã được xem qua thì hàng đã được xem qua hình ạ, thì cũng thấy hàng rất là đẹp luôn. Rồi ạ. Và ngày mai thì em buổi sáng ngày mai em đi làm nên là em không nghe được điện thoại. Thì còn nếu như cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì có thể vui lòng nhắn tin giúp em ạ.